Đây là con nhang nha các bạn. Mình thả con hổ bằng dựa vào xem coi. Nó đang cắn con hổ bằng dựa các bạn. Các bạn thấy con nhang này nó nhanh không? Con này khá giống là con sóc. Mình thả mới thả xuống sông. Các bạn xem cả. Con này rất là nhanh các bạn. Nhưng mà kích thước của con này rất là nhỏ hơn so với con sóc. Rồi các bạn xem nó cắn đeo con hổ dựa kìa. Mà không biết nó có biết con này là con hổ dựa không nữa. Các bạn xem nó cắn kìa. Đó, nó cắn vào cái miệng, cắn vào cái đầu con hổ luôn. Đó, nó đã nằm đổ rồi. Đây là con nhang này rất nhanh. Con nhang này ở phía trên cái lưng con nó có những cái đường sọc. Thì con sóc đất thì không có. Thì con sóc bông thì nó lại màu khác. Con sóc bông sẽ màu xám. Trên tay con nhang này các bạn thấy nó có hai cái đốm trắng đúng không các bạn? Râu của con nhang này thì khá là nhiều luôn. Nó rất là nhanh các bạn ơi. Các bạn xem kìa. Rất là nhanh luôn. Đây là con sóc con mới lớn nha các bạn. Mới lớn thôi. Con sóc trưởng thành, con nhang trưởng thành thì nó bự hơn một chút mà. Nó có thể sẽ bự gấp rưỡi con này thôi, hay gấp đôi là cùng. Nó sẽ không lớn được nữa. Kích thước tối đa của nó là như vậy. Và một tổ nhang này thường đẻ hai con các bạn. Nó chỉ đẻ hai con, khoảng hai con à. Con sóc cũng thế. Con sóc có thể hơn, con sóc có thể là ba con. Có thể ba hay bốn, nhưng mà cả tầm đó thôi.